một công nhân đè pít tông xuống. Ngay sau đó, một vụ nổ lớn làm sập mỏ đá. Khi bụi tan hết, ba công nhân khai thác đá nhìn vào đống đá mà họ sẽ dành những ngày tới để dọn dẹp. Nhưng sau đó, họ phát hiện ra một điều gì đó kỳ lạ. Ở ngay đó, bề mặt đá lộ ra một cái hang. Ba người đàn ông đứng ở miệng hang vốn bị che lấp trước đó. Họ thò đầu vào bên trong, nhưng do quá tối nên không thể nhìn thấy gì, ngoại trừ thực tế là đường hầm trong hang này dài ít nhất vài mét trước khi nó rẽ ngang và khiến họ không thể nhìn thấy gì nữa. Một trong những công nhân khai thác đá vỗ vào lưng đồng nghiệp và thách anh ta vào trong để xem. "Không đời nào," anh ta nói khi rút tay ra khỏi vách hang. Lòng bàn tay anh ta bây giờ phủ một lớp chất nhầy ghê tởm, trong đó rất gớm ghiếc. Hai người còn lại cười nhạo. Nếu họ nghĩ rằng mình dũng cảm, tại sao hai người không đi vào? Hai người thôi cười và nhìn nhau. Ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra cơ chứ? Nhưng họ sẽ không lùi bước. Một trong hai người lấy ra một chiếc đèn pin và họ bước vào trong hang động, trong khi người thứ ba đợi ở bên ngoài. Anh ta quan sát khi cả hai tiến sâu hơn vào trong hang động, biến mất sau cuốc cua. Bên trong hang, nền đất cũng giống như những bức tường, được phủ một loại chất nào đó khiến nó trở nên ẩm ướt, nhưng cũng có chút nhớp nháp. Họ nửa mong đợi hang động sẽ kết thúc ngay khúc cua, nhưng bây giờ họ có thể thấy rằng nó vẫn còn sâu ở bên trong. Không chỉ có một ngã rẽ phía trước họ vài mét, mà khi họ tiến vào sâu hơn, họ nhận thấy rằng có những lối đi được phân nhánh. Đây có thể chỉ là khởi đầu của một hệ thống hang động rộng lớn. Không có bất kỳ thông tin nào cho biết nó dài bao xa hoặc sâu bao nhiêu. Tốt hơn hết là họ nên quay lại lối vào trước khi bị lạc. Cả hai bắt đầu quay trở lại lối vào. Nhưng trời đã, đó là gì vậy? Họ nhìn xung quanh, có vẻ như tiếng động phía sau họ, nhưng không có gì cả, chỉ là lối trống rỗng. Chắc hẳn họ đã nghe thấy điều gì đó. Họ thực sự nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nào, đi thôi. Khi họ quay đầu rời đi, mặc dù có điều gì đó đang xảy ra, với một tiếng kêu thất thanh, các bức tường của đường hầm co lại, sắp đóng chặt lấy họ. Anh ta chạy về phía lối đi hiện đã đóng chặt và bắt đầu đụng phải bức tường mềm ẩm ướt, nhưng không có phản ứng nào. Sau đó, anh ta nghe thấy điều gì đó. Có phải là một tiếng hét? Anh ấy cũng nhận ra điều gì đó khác. Mặc dù bạn của anh là người cầm đèn pin, anh vẫn có thể nhìn thấy. Các bức tường dường như phát ra một lượng nhỏ ánh sáng. Anh ta hét lên với người đồng nghiệp rằng anh ấy sẽ đi cầu cứu và khuyên bạn của anh ta nên cố gắng cầm cự. Đừng di chuyển, anh sẽ đưa anh ấy ra khỏi đây. Nhưng anh không biết liệu anh bạn đồng nghiệp có nghe thấy gì hay không. Anh ta bắt đầu từ từ quay trở lại từ đường mà họ đã đi vào, nhưng cảm giác hang động đã khác với ban đầu. Anh ấy đang rẽ ở những chỗ mà anh không nhớ mình có rẽ khi nãy. Anh ấy chắc chắn đã ở lối vào rồi, và dường như có nhiều con đường rẽ nhanh hơn trước. Tuy nhiên, rất khó để có thể nhận biết trong điều kiện ánh sáng yếu, có thể khiến anh ấy bị nhầm lẫn. Anh ấy cũng nghe thấy tiếng động, âm thanh ẩm ướt, quằn quại. Anh ấy phải ra khỏi đây. Người công nhân khai thác đá đến một ngã ba trong đường hầm và không biết đâu là đường đúng để đi. Anh ấy hoàn toàn không nhớ gì cả. Anh ta hét vào đường hầm nhưng không có câu trả lời cho tiếng kêu của anh. Tuy nhiên, anh ấy nghe thấy nhiều hơn những âm thanh ướt át, tiếng động lớn phía sau lưng. Anh ấy phải tiếp tục di chuyển. Trái, phải, phải, trái. Thôi, chọn bên trái vậy. Anh ta đi xuống con đường đã chọn của mình, vòng qua một góc và nhìn thấy một ngã ba khác. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Anh ấy phải tiếp tục lựa chọn, lại phải chọn ngẫu nhiên một lối đi vậy. Anh hét lên khi có thứ gì đó nhảy ra khỏi đường hầm vào anh ta. Bên ngoài hang động, anh công nhân còn lại ngày càng căng thẳng. Anh có một chiếc đèn pin của riêng mình và chiếu nó vào đường hầm, nhưng anh ấy cũng không thể nhìn thấy nhiều hơn lúc nãy. Anh gọi lớn, hỏi họ có ổn không, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Anh ta nhìn xung quanh phía sau mình là mỏ đá trống rỗng. Họ là những người duy nhất làm việc trong khu vực này vào ngày hôm đó, và nếu họ không sớm trở lại làm việc, sẽ không ai o gì khi bị chất vấn với lý do tại sao họ dành cả ngày để dạo chơi trong hang động. Dù vậy, anh vẫn phải vào để đưa hai người kia ra. Anh vào hang và đi vòng quanh khúc cua đầu tiên. Anh ấy cũng nhận thấy mọi bề mặt đều dính và nhầy nhụa, nhưng anh vẫn phải đi vào. Có lẽ họ đã bị thương và cần sự giúp đỡ của anh. Anh ta vòng qua một khúc cua khác và phát hiện ra thứ gì đó. Bộ đôi chân thò ra ở khúc cua tiếp theo. Bạn của anh chắc hẳn đã bị thương. Anh ta chạy về phía người đồng nghiệp bị thương và quỳ xuống bên cạnh anh ta. Có vẻ như anh ta đã ngất xỉu trên mặt đất, và anh cố gắng lay người đồng nghiệp tỉnh lại. Anh có ổn không? Chuyện gì đã xảy ra? Người đồng nghiệp rên rỉ một chút nhưng không mở mắt. Anh ta lại rên rỉ, và lần này máu bắt đầu trào ra khỏi miệng. Người công nhân lùi lại, sợ hãi trước tình trạng của bạn mình. Đó là khi anh nhận thấy điều gì đó.
Bụng của bạn anh nó đang chuyển động. Anh ấy nghiêng người lại gần. Anh ấy có thể thấy da gà nổi lên và di chuyển xung quanh bụng. Đó có phải là... Tổ chức SCP đã sớm biết được các báo cáo về sự cố và nhanh chóng mua mỏ đá và các khu đất xung quanh. Những người đã nhìn thấy hoặc nghe tin đồn về các công nhân mất tích và mọi việc tiếp cận xung quanh khu vực mỏ đá đều được kiểm soát chặt chẽ. Bản thân hang động đã được chỉ định là SCP-2385, nhưng tổ chức cần phải tìm hiểu những gì họ đang đối phó. Vì vậy, sau khi lập một chốt nghiên cứu ngay trên lối vào, cuộc điều tra về những gì đang xảy ra bên trong hệ thống hang động bất thường kỳ lạ này được bắt đầu. Người đầu tiên vào hang là D-11424, một nhân viên cấp D được trang bị một máy ảnh đeo trên vai, một khẩu súng lục Ruger LC-9, một con dao và thực phẩm trong một tuần. Vì không biết hệ thống hang động này rộng lớn đến mức nào, M-11424 tiến vào hang động và ngay lập tức báo cáo lại những điều kiện tương tự mà các công nhân đã trải qua. Bề mặt hang động mềm, ẩm ướt và hơi dính, và chúng dường như có chút ánh sáng gần như không thể nhận thấy. D-11424 di chuyển sâu hơn vào hang động nhưng không thấy dấu hiệu của các nhân mất tích, mặc dù một trong số các thi thể của họ đã được thông báo là đã biến mất tương đối gần lối vào. Anh ta được lệnh tiếp tục vào sâu hơn trong hang đá và báo cáo lại rằng các bức tường không ổn định. Khi anh ta đi ngang qua những khe hở trên bức tường thì nó sẽ đóng lại. Trong nhiều lần, anh ta cũng thấy những đoạn đường mới được mở ra, và những điều này dường như không phải do lở đất hoặc là hoạt động địa chất. Các bức tường dường như có sự sống, chúng là dấu hiệu duy nhất của sự sống mà anh có thể tìm thấy. Vẫn không có bất kỳ bằng chứng nào về những công nhân mất tích hoặc bất cứ điều gì đã xảy ra đối với họ. Nhưng sau khi D-11424 đi vào một góc, anh ta thấy có thứ gì đó đang ở phía anh. Đó không phải là một trong những người công nhân, mà là một sinh vật trông không giống với bất cứ thứ gì từng thấy trước đây. Nó bò trên nền hang động trông giống như một con sâu khổng lồ, dài chừng 1 mét, nhưng có một cái đầu kỳ dị giống như một cái đầu người không có da. D-11424 sợ hãi khi nhìn thấy sinh vật kỳ dị, quay đầu bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Con sâu đã phát hiện ra anh ta và lao vào anh ngay lập tức. Nó trườn trên nền hang động ẩm ướt với một tốc độ đáng kinh ngạc. D-11424 trượt và ngã xuống đất. Chiếc máy ảnh treo trên vai của anh ta văng ra khỏi cơ thể và rớt xuống đối diện với một bức tường, khiến các nhà nghiên cứu đang theo dõi video không thấy gì ngoại trừ tiếng hét của anh ta. Sau khi mất liên lạc với nhân viên cấp D do sự hiện diện của các sinh vật nguy hiểm trong hệ thống hang động, cuộc thử nghiệm tiếp theo sẽ được thực hiện không qua con người. Nhiệm vụ đã được cho phép và 2 tháng sau, một robot không người lái được điều khiển từ xa, được chỉ định là A-47, đã được gửi vào hang động. Cũng giống như D-11424, các công nhân và các công nhân khai thác đá trước đây đã nhìn thấy, camera của A-47 ghi lại các lối đi đóng mở cho các bức tường đá. Khi tiến vào sâu hơn, nó cuối cùng cũng phát hiện ra những sinh vật giống như con sâu, với khuôn mặt ghê sợ, giống mặt người bị lột da, hiện đã được tổ chức chỉ định là thực thể SCP-23851. A-47 sớm phát hiện ra một sự thật đáng ngạc nhiên về những sinh vật kỳ lạ này. Chúng dường như được sinh ra từ các bức tường của hang động. Khi A-47 đi vào một trong những căn phòng lớn nhất trong hang, camera của nó ghi lại hình hơn 10 con 23851 trôi ra từ tường và trên trần, đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Một trong số chúng cố gắng tấn công A-47 khi nó đi ngang qua, nhưng may mắn là chúng không thể chạm đến A-47. Có những con có kích thước lớn hơn trong phòng và chúng cũng khác nhau một chút về hình dạng, với một thứ sợi mọc phía trên mắt của chúng. Các nhà nghiên cứu cho rằng những thực thể này đủ khác biệt so với các phiên bản nhỏ hơn nên chúng được phân loại riêng và được chỉ định là thực thể SCP-23852. May cho A-47, những sinh vật có thể dài từ 4 mét này có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều so với những sinh vật nhỏ hơn, và chúng ngó lơ A-47 khi nó đi ngang qua. A-47 sau đó cho biết một thông tin đáng sợ khác về những sinh vật giống sâu này. Chúng ăn thịt đồng loại. Camera của nó gửi video cho nhóm nghiên cứu về một thực thể 23851 đang ăn một thực thể khác nhỏ hơn. Có vẻ như chúng nuốt trọn con mồi sau khi mở rộng hết cỡ bộ hàm của mình. Một con đang ăn cố gắng dùng đuôi tấn công A-47, nhưng không thể tiếp cận được A-47 khi đang có cá thể khác trong miệng nó. Robot tiếp tục tiến vào sâu hơn trong hang. Ngay khi A-47 đi vào khoang tiếp theo, một con 23851 trôi ra từ trần nhà rơi xuống ngay phía trước nó, chắn đường để không cho robot A-47 đi qua. A-47 nhanh chóng quay lại để tìm một con đường khác, nhưng camera của nó phát hiện một đoạn đường trước mặt đang bị đóng lại. A-47 đã bị mắc kẹt. Thực thể 23851 lao về phía robot và tấn công, cắn và quật nó bằng chiếc đuôi rất mạnh. Sau đó, nó cố gắng nuốt A-47 nhưng không thể ăn được con robot gồng ghềnh. Nó để lại con robot bị hư hỏng nặng và trườn vào sâu hơn trong hang động. Robot bị hư hại nằm bất động trên nền hang trong vài giờ. Camera của nó vẫn tiếp tục phát ra cho đến khi cạn kiệt pin. Tuy nhiên, ngay trước khi nó ngừng gửi tín hiệu về trạm của các nhà nghiên cứu, nó đã quay được một thứ gì đó. Bức tường bên cạnh A-47 mở ra và hai trong số các thực thể SCP-23852 lớn hơn xuất hiện từ lối đi mới. Một trong số chúng tiếp cận A-47 khi
Khi con còn lại dùng đầu thăm dò vào bức tường bên cạnh nó, có vẻ như các thực thể lớn hơn thực sự có thể tạo ra các lối đi mới trong hang động, hoặc ít nhất là mở các cửa ra vào các lối đi. Với nguồn pin cuối cùng, A47 gửi một cảnh tượng thực sự kinh ngạc. Từ các lỗ được mở bởi thực thể 23852 xuất hiện D-14424. Anh ta trông dơ bẩn, đầu tóc bù xù, bộ râu mọc dài cả tháng, còn tay thì cầm mã tấu. Bức tường mở ra và hai thực thể thoát ra khỏi đó. Đó là thứ cuối cùng mà A47 gửi về tổ chức. 2 tháng sau nhiều nhiệm vụ thất bại, cuối cùng đã có thành công. Một cá thể SCP-23852 đi lang thang gần lối và đã được đưa ra khỏi hệ thống hang động và đem về địa điểm nghiên cứu của tổ chức. Một camera được cấy vào đầu của nó. Thực thể được chỉ định là chủ thể Alpha hoặc SA, sau đó đã bị xóa trí nhớ và được thả trở lại vào hang động, cho phép các nhà nghiên cứu theo dõi cách nó hoạt động khi di chuyển trong môi trường sống của mình. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi khi SA đi qua hệ thống hang động và dừng lại ở một căn phòng khác chứa đầy các phiên bản nhỏ của 23851. Thực thể lớn hơn tiếp cận và dường như áp mặt vào các thực thể kia trước khi tiếp tục di chuyển. Điều này có vẻ tác dụng làm dịu các thực thể nhỏ hơn nhưng cực kỳ hung hãn kia. Khi nó tiếp tục đi qua các đường hầm, SA nhìn thấy một nhóm cá thể 23851 đang ăn một cá thể 23852 đã chết. Có vẻ như khi 23851 không thể nuốt trọn con mồi, chúng sẽ chui vào cơ thể và ăn từ trong ra ngoài. May mắn thay, chúng quá tập trung vào bữa ăn của mình nên không chú ý đến SA và nó có thể dễ dàng đi ngang qua. SA sau đó đụng độ hai thực thể 23852 khác và cả ba bắt đầu di chuyển vào sâu trong hang động cùng nhau. Chúng sớm bị tấn công bởi một con 23851 nhỏ hơn. Chúng giữ được thực thể hung hãn kia và đè nó xuống đất bằng một chiếc đuôi rất mạnh của mình, cho phép SA làm dịu thực thể kia. Giống như với những con được sinh ra từ bức tường, điều này có vẻ làm dịu sinh vật nhưng cũng có một tác dụng khác. Khi thực thể 23851 trở nên ngoan ngoãn hơn, các sợi trên cơ thể 23852 bắt đầu phát triển trên mắt của nó. Đây có phải là cách những con 23852 được tạo ra? Nhóm các thực thể tiếp tục cuộc hành trình của chúng qua các đường hầm, thường dừng lại để đâm vào các bức tường để mở ra những lối đi mới. Có vẻ như chúng đang tìm kiếm thứ gì đó. Chúng nhìn quanh từng căn phòng mới mà chúng bước vào trước khi tiếp tục. Cuối cùng thì chúng cũng gặp phải một thứ gì đó, nhưng dường như đó không phải là thứ chúng đang tìm. Chúng lại trườn vào một khu vực mới của hang động. Chắn ngay trước mặt chúng là thực thể SCP-23851 lớn nhất chưa từng được ghi nhận. Nó lớn gấp đôi 23852 với chiều dài hơn 7m và ước tính nặng khoảng 400kg. Có vẻ như nó cực kỳ hung hãn, nhưng các thực thể 23852 dường như biết rằng cách duy nhất để tiếp tục là vượt qua thực thể to lớn kia. Bộ ba rúc đầu vào nhau như thể chúng đang nói một lời tạm biệt cuối cùng trước khi một con lao thẳng về phía trước. SCP-23851 to lớn tấn công và nhanh chóng chế ngự được đối thủ với cái đuôi mạnh mẽ và bộ hàm của mình. Nó bắt đầu ăn con mồi, cho phép SA và người bạn đồng hành còn lại có thể trườn qua khu vực đó. Khi bộ đôi đang di chuyển, con còn lại bị tấn công từ một bên đường hầm bởi một nhóm thực thể có kích thước bình thường nhưng hung dữ. SA không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ người bạn đồng hành của mình. Nó dường như tăng tốc và tiếp tục, nhưng khi nó đi vòng qua một khúc cua, nó phải đối mặt với một phiên bản 23851 to lớn khác. SA rẽ xuống một đường hầm bên cạnh để tránh, nhưng lại nhìn thấy mình đang đi vào ngõ cụt. Nó lao vào bức tường, trong khi 23851 lao về phía mình, nhưng không có lối đi mới nào mở ra. Nó quay lại và dường như cam chịu số phận khi 23851 bắt đầu tấn công. Nhưng ngay sau đó, có một thứ gì đó xuất hiện trong đường hầm đang tiến về phía chúng. Đó là D-14424 lao về phía trước với mã tấu giơ cao trên không. Tóc và râu vừa dài vừa hung dã, anh ta bắt đầu chiến đấu với thực thể 23851 to lớn, dùng mã tấu tấn công nó cho đến khi sinh vật kia chết. Anh quỳ xuống bên cạnh SA và bắt đầu xoa nó để trấn tĩnh. "Này anh bạn, cậu có sao không?" anh ấy hỏi khi anh ấy nhìn 23852. "Yeah, ổn rồi, dậy đi, tôi biết nó đang ở đâu. Hãy đi với tôi." SA bị vật lộn với những vết thương của nó nhưng vẫn có thể bám theo D-14424. Khi anh ta dẫn nó qua các đường hầm, D-14424 dừng lại tại một địa điểm để quét một phần của bức tường và ăn nó. Các đường hầm cuối cùng mở ra một căn phòng lớn trông giống với phần còn lại của hệ thống hang động, ngoại trừ có một quả cầu khổng lồ phát sáng ở trung tâm. Đó là một quả cầu sáng tuyệt đẹp với đường kính ít nhất 10m. "Chúng ta đã đến rồi," nhân viên cấp D nói với SA và tiến về phía quả cầu. "Không sao cả." SA rúc đầu vào D-14424 và có lẽ là một lời cảm ơn cuối cùng đối với người đã cứu mạng mình. Sau đó nó dường như biết mình phải làm gì. Video từ camera cho thấy nó bắt đầu bò về phía hình cầu và sau một lúc chần chừ, nó bắt đầu đi vào bên trong. Camera đã ghi lại ánh sáng rực rỡ của quả cầu nhấn chìm SA cùng camera trong người nó trước khi video bị bắt. Tổ chức SCP sau đó đã phát hiện ra rằng vào cùng ngày đó tại thành phố Eslin, Illinois, một phụ nữ địa phương đã được đưa vào bệnh viện sau khi phàn nàn về những cơn đau bụng.
Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp và tìm thấy thứ mà họ không ngờ tới. Một chiếc camera siêu nhỏ bằng cách nào đó đã được gắn vào bên trong cơ thể của cô ấy. Sau khi kiểm tra, người ta phát hiện ra nó có cùng số seri với cái máy đã được cấy vào SA. Sau sự kiện kỳ lạ này, SCP-2385 vốn được phân loại là Euclid đã được phân cấp thành Keter, một địa điểm quan sát đã được xây dựng tại mỏ đá và không cho phép con người tiếp tục thám hiểm ở bên trong. Tin vui là sau một thời gian sau, D-14424 cuối cùng cũng xuất hiện từ hệ thống hang động. Anh ta đã được đưa trở lại tổ chức SCP và tiếp tục tham gia vào các nhiệm vụ thám hiểm của tổ chức cho đến ngày nay. Bây giờ, hãy xem thêm SCP-002 căn phòng sống để hiểu thêm về một địa điểm kỳ lạ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó. Hãy nhớ đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.